Nói được đâu cháu ơi, Lan ơi, biết tại sao không? Sao bà? Cái thế hệ của tụi nó khác với mình, cái tư tưởng, cái quan niệm của mình nó khác mình lắm. Mình nói thì nó nhiều cái nó nảy sinh ra, nó mất lòng ở trong gia đình. Rồi cháu nó nghe được, sau cái vấn đề đó thì bà có nói riêng với hai vợ chồng. Rồi bà thấy cái đó là không được, nhưng mà tùy tụi con muốn giải quyết sao giải quyết. Chứ bây giờ nếu mà bà can thiệp thì Khang nó nghe, nhiều khi nó buồn, rồi nó không học hành được. Thì bà chỉ nói vậy thôi, còn tự động vợ chồng chỉnh sao chỉnh. Dạ. Nói chung là bây giờ tất cả mọi cái là vì cháu thôi. Đúng rồi, vì tương lai của cháu thôi. Có một lần bà buồn, bà tính đi về nhà bà ở Biên Hòa. Dạ. Cái thằng Minh Khang này nè, nó ra nó lấy giỏ, lấy đồ đạc của bà, nó đem nó giấu đi. Trời ơi, thấy thương quá trời. Lúc đó nó mấy tuổi? Lúc đó nó mới có 2 tuổi mấy à. Là nói rực rành rồi. Khi nó khóc, nó nói bà ơi, bà ở đây với con đi, bà đừng có đi, ai nấu cơm cho con ăn. Rồi ai đưa con đi học. Dạ. Nó nói tới đâu cái bà ngồi khóc tới đó. Cái sau này là tụi nó nói rồi, cô với ông mới lên trên này ở chung, rồi bà mới không về đó chứ. Dạ. Cũng khá nhiều lần Huy sẽ phải nói chuyện riêng với cả hai phía. Một bên là bà xã, một bên là mẹ nữa. Nhưng mà chuyện nhỏ mà mình không giải quyết thì sẽ thành chuyện lớn, đúng nhiều không? Nhiều chuyện nhỏ là thành chuyện dạ, lớn. Dạ đúng rồi. Thì rất là hy vọng hôm nay là nhân một cái dịp là có anh Thuận với lại Ngọc Lan tới thăm nhà như thế này. Thông qua một cái buổi mình gặp nhau, mình nói chuyện với cả gia đình như thế này, giúp dùm cho Huy là có thể giải tỏa đúng rồi những cái gút mắt này từ phía hai bên. Và cái nơi để chúng ta có thể giải tỏa hết tất cả những thứ nó còn rút mắt ở trong hai người phụ nữ này, đó là cái mâm cơm. Đây, trong này nó có mấy tấm thiệp. Dạ. Huy cứ thể hiện hết tất cả những gì mà mình muốn nói. Rồi. Quá, thật sự phải nói là rất là chu đáo như thế này. Tại vì có những chuyện lâu lắm rồi mình rất muốn nói. Dạ. Nhưng mà nói là không được. Dạ. Nó vừa mắc cỡ nè, nó vừa nghẹn nè. Cũng giống như tôi đó, có những lúc mà tôi nói chuyện với mẹ tôi nha, tôi có thể đau đường, tôi nói bất cứ chuyện gì, nhưng mà mỗi khi tôi nói chuyện nghiêm túc với mẹ tôi về một vấn đề đó, tôi nói là không được. Thì đây là cách có thể mà cho chúng ta có thể bày tỏ được tất cả những gì mà mình muốn nói nha. Rồi bây giờ giới thiệu cái nhà cho cô coi. Tôi cần có một cái chỗ mà cũng rất muốn khoe cho cô Lan nữa. Chỗ nào? Thì phải đi theo con. Phòng ai đây? Phòng Khang hả? Đây là phòng của con. Và đây là khu thành tích của con. Đây là chỉ là những cái bạc bằng tri ân và những cái giấy chứng nhận, những cái chương trình con từng tham gia. Là bằng gì? Khen là của mặt trời bé con. Giấy khen là cái bằng chứng nhận là con đã tham gia cái hội nghị trẻ em thế giới Yes I Can. Còn đây là quy chương gì đây? Quy chương toán của con. Cái này là cho lớp 5, lớp 2. Thật sự là con chỉ nhớ siêu, nhưng mà lâu lâu con cũng hay quên. Rồi bài nhé mày con. Rồi bài nhé. Dạ, nhưng mà con quên đấy, không phải là quên những cái thứ mà con học, mà quên đồ. À, hay để quên đồ á hả? Oster, cực cúng an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Trời ơi, anh biết em nấu cực tới cỡ nào không? Vậy đó hả? Em nấu cực lắm đó. Em nấu đúng hả? Chị Tài là chơi không à? Có, nãy là có phụ, nhờ phụ tâm sự nó để giải tỏa tâm lý, nấu ăn cho ngon. Ý nói là nhờ em đó đúng không? Đúng rồi. Có công mà. Cô là phụ. Có phụ đúng không cô? Dạ. Khang có thấy là bà nội nó ăn ngon không? Dạ ngon. Còn khoái nhất là món gì? Dạ nấu ba tươi. Nhưng mà hiện giờ thì tại do vì một vài lý do thì... Là lý do con quá mập rồi. Không được ăn nữa đúng không? Khang thường có bao giờ vô bếp phụ bà không? Lâu lâu vô bếp chỉ có rửa chén thôi. Ủa vậy là được rồi. Đúng rồi, rửa chén vậy là giỏi tuyệt vời rồi. Thôi bây giờ nè, mình là nhỏ nhất, mình mời đi nè. Dạ con mời bà nội ăn cơm. Dạ con mời ba ăn cơm. Dạ con mời chú Quýt Thành ăn cơm. Dạ con mời mẹ ăn cơm. Dạ con mời cô Ngọc Lan ăn cơm. Rồi. Rồi bây giờ mời cả nhà nha, mình rồi. Sẽ cùng mà thưởng thức. Cảm ơn bà, mời cô. Rồi. Rồi. Cô Chi là chắc có lẽ là 2-3 bữa ăn trong nhà là cô đảm nhận hết luôn mà. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn chiều. Thì nhà nó có một cái phức tạp này là quý vị và các bạn đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc.
Và quý vị biết không, để có được một ngôi nhà an toàn, tiện lợi cho nên là chúng ta rất là cần đến bộ cửa cuốn thông minh. Với cái bộ cửa cuốn thông minh này thì chúng ta sẽ được sống trong một cái không gian yên tĩnh nè, không ồn ào nè, và luôn luôn được bảo vệ nè. Và được bảo vệ như vậy thì chúng ta lúc nào cũng vui vẻ và sảng khoái cả. Đúng vậy, và đó chính là cửa cuốn gì biết không? Thông minh Astor. Yeah, đó là anh đố em đó. Còn bây giờ em đố người Lan nè. Gì, đố gì? Đúng rồi, em đố anh đó là cái hành tinh nào mà nó nóng nhất. Nóng lực, có nóng lực chả mồ hôi. Biết không? Em biết không? Không. Không chứ mà không, đố tụi chi. Là em biết, em mới đố anh. Em đố coi anh có biết hay không. Trời đất ơi. Nếu như mà anh Thuận không biết luôn và Lan cũng không biết luôn thì ngay bây giờ Lan sẽ dắt anh Thuận cùng với lại quý vị khán giả gặp một nhân vật. Đây là một cái người gọi là Mr. Biết Tốt. Trời ơi, cái gì cũng biết. Yeah, Mr. Biết Tốt. Rồi, đi, ngay. Đi. Tới rồi anh ơi. Tới. 2802 số đẹp. Rồi. Hello anh. Xin chào. Chào anh Thượng. Xin chào. Đúng rồi. Rồi. Mời vô nhà. Đi. Chào hai cô chú ạ. Đây. Thì ra cậu bé thông minh là cậu này. Chắc lẽ là quý vị cũng dễ dàng nhận ra đây là ai rồi phải không nào? Rồi xin chào em. Xin chào anh Thuận. Rất là vui mừng hôm nay được chào đón anh Thuận với lại bà Ngọc Lan đến thăm nhà của Minh Khang. Chắc là bây giờ mời khách đến nhà đương nhiên là phải mời ngồi và chúng ta sẽ uống nước và chúng ta sẽ trò chuyện tiếp rồi. Nha. Rồi xin mời anh Thuận. Dạ con tên là Minh Khang, năm nay con 7 tuổi, ta tham gia những chương trình như là Cố Lên Con Yêu, Miệng Tài Tí Hơn, Nhốt Nhà Mình, Liên Hiệp Chấp Nhí và nhiều chương trình khác nữa. Này đã suy nghĩ rất khác những người thời xưa là anh ấy nói là trên đất xoay qua mặt trời trước đất chứ không phải là mặt trời hay mặt trăng xoay qua trên đất đâu. Trời, ông cụ non nhìn dễ thương. Thuận thường thường đang muốn hỏi Huy là cái cuộc sống của bé khi mà nổi tiếng quá sớm nó có gặp những cái điều gì được và không được hay không? Đây cũng là một cái câu hỏi, cũng là cái trăn trở của bản thân Huy riêng và cả gia đình nữa. Khi cho Khang tham gia các cái chương trình và được mọi người biết đến nhiều ở cái lứa tuổi như vậy, nhưng mà Huy lại có một cái quan điểm về dạy con nó sẽ khác với mọi người một xíu như thế này. Không phải cái gì mà mình thấy nó có nhiều cái điểm trừ, nhiều cái không được là mình cấm cản. Tại sao mình không tìm cái cách để mà mình vừa tham gia, mình vừa sống chung với lại cái điểm đó và cho con có thêm cái trải nghiệm. Cái việc tham gia các cái chương trình xuất hiện trước công chúng là một cái kỹ năng mà không có một cái trường lớp nào dạy được cả. Đúng rồi. Song song đó thì nó cũng có những cái mặt sẽ hạn chế hơn đó. Là khi mà mọi người biết cái Khang nhiều như thế này thì cái chủ yếu lớn nhất nó sẽ là những cái ảnh hưởng về thời gian nhiều hơn. Tại vì như thế nào để mà Khang tham gia được thì chắc chắn là phải sắp xếp cái khung thời gian để đảm bảo việc học và được tham gia nhiều lắm. Và riêng bản thân Khang thì có thể khẳng định một điều rằng là chưa bao giờ tới thời điểm này Khang phải nghỉ học tham gia chương trình một lần nào cả. Tại vì ba có muốn hoặc là mẹ có muốn mà Khang sẽ không muốn. Khang vẫn cảm thấy rất là tiếc khi nghỉ một buổi học nào đó ở trường. Và bản thân Khang là người quyết định chuyện đó, chứ ba mẹ không quyết định được luôn. Khang, bây giờ con trả lời cho cô với lại chú Quốc Thuận biết là lý do tại sao mà có những cái chương trình mà con từ chối như vậy. Tại vì con có thể giống như là có một vài chương trình mà ba nói hay nhưng mà chưa chắc đối với con nó đã hay. Rồi con đi học con cũng rất là thích. Trong trường con sẽ có một lâu lâu sẽ có một cái tiết kiểu vừa chơi vừa học, nó rất là vui. Cái yếu tố nào để cho con quyết định tham gia một cái chương trình? Cái thích nhất á là luôn luôn là hỏi và đáp, tại vì con hỏi đáp cái loại đó. Tiếp theo là talk show, còn cái loại cuối cùng là cái loại mà được gọi là phỏng vấn ba mẹ, không phỏng vấn con nữa thì chán. Có nghĩa là không có muốn ba mẹ tham gia cái phần đó à. Vì tham gia sẽ hay bị hỏi Khang cái này sao mất mặt. Nhưng mà con phải biết là ở nhà là ba là người hỗ trợ cho con rất là nhiều trong những cái vấn đề mà để con thu nạp thêm kiến thức mà. Bây giờ nè, Thuận cũng đang muốn biết á, là cuộc sống gia đình của mình hiện tại trong ngôi nhà này là gồm bao nhiêu thành viên. Trong nhà mình thì ngồi anh, gia đình mình thì còn có bà nội sống chung. Chính vì bà nội là người mà truyền cảm hứng và giúp đỡ trong việc đưa đón đi học rồi là giúp soạn đồ cho Bin này nọ. À, ở nhà tên Bin hả? Dạ. Cùng tên với chú rồi. Ồ. Nhưng mà là Minh Khang là có em không em? Dạ có.
em con nó cũng hơi hổ báo lắm chứ chú. Là ngày xưa nó cắn con nó đem với ở đây luôn mà bây giờ không nói là danh lạc. Là nói vậy thôi nhưng chứ buổi tối con... là xin ngủ với em mà bảo rằng là thực ra con thương em hơn ba mẹ tại vì em là con gái và em lại nhỏ nhất nhà nữa. Rồi bây giờ công việc của hai vợ chồng là làm cái gì ạ? Hiện tại thì hai vợ chồng đều là đi làm cho công ty nước ngoài. Mình thì làm cho một công ty của Đức chuyên về ngành về hóa chất. Mà xã mình là luật sư, làm dân về luật. Rồi công việc coi như là đi suốt ngày làm vậy thì ở nhà nấu ăn rồi quán xuyến gia đình thì là chắc là do bà nội. Chắc chắn là bà. Không có bà không biết làm sao mà có thể mà có một gia đình mà có Minh Khang như ngày hôm nay. Cho thường hỏi là gia đình mình có thường xuyên ăn cơm với nhau? Dạ, ăn có. Cơm mà đầy đủ hết tất cả thành viên. Bữa cơm của nhà của Minh Khang sẽ là những ngày thường Khang đi học ba mẹ đi làm thì cái bữa cơm mà ngồi ăn chung sẽ là cái bữa chiều, bữa tối. Nhưng mà bữa tối nhiều lúc công việc ba mẹ thì cũng rất là khó để mà có một bữa chung cho hết đó. Thì Khang sẽ thường là ăn bữa tối chung với ông bà là chủ yếu, ba mẹ sẽ là bữa sau. Tuy nhiên cuối tuần là thời gian gia đình, là bao giờ cũng quá đầy đủ hết, bao giờ cũng cố gắng hết mức đầy đủ. Thì cuộc sống mình nó hiện đại thì để cho bà đỡ vất vả thì có bữa mình sẽ luân phiên nhau là mình cùng ở nhà, có bữa thì cả nhà cùng ra ngoài tiệm ăn, miễn sao đầy đủ được rồi. Quá tuyệt vời. Và thậm chí lâu lâu là ba mẹ mua đồ ăn về ăn tại chỗ luôn. Vậy hôm nay Khang có muốn ăn cơm một cái bữa cơm đầy đủ gia đình mà tại nhà không? Thì tất nhiên là muốn rồi. Có mời chú Thuận với cô Lan ăn không? Tất nhiên là có rồi. Rồi bây giờ chút nữa em phải thực hiện cái tài nữ công gia chánh của em đi nha. Em giỏi lắm đó. Còn anh sẽ lo chuyện khác nha. Rồi chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thưa quý vị, thì bây giờ là tới cái tiết mục là chúng tôi phải tách nhóm ra, đàn ông đi với đàn ông, phụ nữ đi với phụ nữ, để chúng tôi làm những cái việc của gia đình. Hôm nay thì em với chị sẽ vô bếp để mà chuẩn bị một bữa ăn cho cả nhà. Có bao giờ chị với lại bà nội cùng đứng chung trong bếp để mà làm chuẩn bị bữa ăn cho gia đình không? Thực ra trong bếp là phải có người chính, có người phụ. Nhưng mà hai người mà cùng chính hết thì chắc là cái bếp nó loạn. Vậy bữa nay mình làm chính hay làm phụ? Phụ. Phụ. Vậy bây giờ mình mời nhân vật chính ra. Chị ơi, em cũng không biết làm bếp. Con mời bà. Dạ. Siêu chính luôn. Hôm nay thì bà nội nấu làm món cơm chiên. Dạ. Với lại cà ri gà. Dạ. Thì cháu nó cũng thích ăn cái món này theo cái yêu cầu của gia đình nên là bà hỗ trợ làm món ăn cho gia đình. Thực ra là gia đình ba thế hệ là một cái lợi á. Tại dạ. vì thực ra ông bà có rất nhiều thời gian chỉ cặn kẽ và thấu đáo. Bởi vậy đó là một trong những lý do mà gia đình Vân là rất là khuyến khích rằng là nếu được thì các bạn trẻ có thể sống với gia đình trong một khoảng thời gian ngắn thôi cũng được. Nhưng mà mình có được cái văn hóa và cái tình thương của các thế hệ thì nó cũng là một cái lợi. Hồi nãy giờ đó, ở trong nhà đó, lúc mà trò chuyện với Khang á, thật sự anh mới phát hiện được một điều là chàng trai này lúc nào cũng rộn rã. Dạ, đúng rồi. Vậy lúc nào mà Khang ít nói? Cái lúc mà Khang ít nói nhất chắc có lẽ là lúc ngủ. Ngủ tắt nguồn rồi chắc không nói nữa thôi. Vậy hả? Nói gì? Nói về đề tài gì? Nói về tất cả những đề tài mà Khang quan tâm. Ví dụ như cái mùa Covid vừa rồi là sẽ luôn luôn bàn luận về cái chuyện là nước nào bao nhiêu ca rồi và virus ra làm sao là cũng có tham gia luôn. Ngoài chuyện học hành, ngoài chuyện thể thao, ngoài những mối quan tâm khác thì thời sự Khang cũng rất là theo dõi chặt chẽ. Nói chung là bạn này là hỏi tất tần tật luôn. Dạ đúng rồi, hỏi tất tần tật luôn. Thật ra thì con đã có một đứa trẻ rồi bà. Em bé nhà con là 3 tuổi mấy rồi. Và cũng có một khoảng thời gian con sống chung với mẹ con. Nhưng mà nó có cái gì nè bà, đó là cái cách nuôi dạy của tụi con nó sẽ khác với mẹ con. Thì nó sẽ có những cái nó không có tương đồng với nhau. Như vậy thì ở trong gia đình của mình nó có xảy ra trường hợp đó không bà? Cái vấn đề đó thì không có gia đình nào mà tránh khỏi là không có. Giữa cái hai thế hệ là phải có một cái sự mà nói đúng ra là nhường nhịn giữa đôi bên. Dạ. Để mà mình chỉnh, chứ không có thể nào mà mình thấy ôi cái đó trước tôi làm vậy còn giờ tôi không chịu. Như vậy thì nó không thích hợp. Thì đứa bé nó sẽ nhìn thấy như vậy. Nó đứng ở giữa nó không biết theo ai. Bà sẽ đôi chút là không hài lòng một chút nè, không tin tưởng một chút. Tại vì cái ví dụ là bà nuôi mình khôn lớn là rõ ràng bằng phương pháp của bà, thì cái đó là ví dụ sống rồi, mình không thể nói được. Đôi lúc mà không hài lòng nhưng mà bà rất thẳng. Bà chia sẻ thẳng thắn là à mẹ không hài lòng chỗ này đó. Có nhiều lúc bà nói mà chưa có hết cái tâm sự của bà đâu, và nó cũng tích tụ. Nhưng mà sẽ lựa một cái lúc nào đó mà có một cái ví dụ khác thì bà sẽ nhìn thấy cái ví dụ à nó tốt, thì dần dần bà sẽ giải tỏa cái tâm lý đó. Từ lúc bé đến khi nào thì Huy nhận thấy ở bạn trai này có một cái điểm khác biệt so với các trẻ em bình thường?
Thực ra nó sẽ là một cái câu để có được một cái câu trả lời mà chính xác là nhận ra là lúc nào đó anh Thuận thì cũng rất là khó. À, tại vì Huy cũng đã trao đổi rất là nhiều với lại các cái chuyên gia về tâm lý. Là vì mỗi một cái giai đoạn của Khang thì nó sẽ là một cái tiến triển nó khác nhau. Và nếu mà mình so thì mình sẽ so ở cái giai đoạn đó, ví dụ như cái tuổi 4 tuổi của Khang đi so với các bạn 4 tuổi thì là sẽ Khang sẽ khác các bạn khác ở chỗ là Khang biết đọc và biết tích lũy kiến thức bằng tự chủ động của mình thì nó sẽ khác. Biết đọc là các chữ cái. Khang thời điểm đó thì Khang chưa có thuộc bảng chữ cái và Khang cũng sẽ không có biết ghép vần, mà Khang đọc theo một cơ chế là chụp hình ảnh. Và lúc đó là mấy tuổi? Cái thời điểm mà Khang gia đình phát hiện mà Khang đọc được cái kiểu như vậy á là cái thời điểm Khang bắt đầu đi học là khoảng 2 tuổi rưỡi 3 tuổi, đi học lớp mầm non. Nên là cái đó là một cái cục mốc là cả gia đình phát hiện ra, là tại vì tiếng Việt mình là nó khó là có dấu, nên bạn Khang đọc thì có những cái việc bỏ dấu nó chưa chính xác. Thì có hôm đấy là hỏi hôm nay ở trường con ăn món gì, thật ra ở trường hôm đó là ăn món phở bò mà về Khang đọc là món phân bò. Cả gia đình là một fan cười té ghế, nhưng mà hiểu là cái cách Khang đọc thì Khang bỏ dấu nó bị sai. Nghe nè Khang. Dạ. Con học trong lớp con nổi tiếng nè, còn bạn bè con có thích con không, có ngưỡng mộ con không? Dạ vừa có vừa không. Thì đối với Khang á, ba vẫn dạy, ba mẹ vẫn dạy cho Khang hiểu về việc nổi tiếng ở đây là vì Khang tham gia các chương trình truyền hình nhiều. Điều đó không có nghĩa rằng là các bạn khác không nổi tiếng. Nếu các bạn cùng lớp với Khang được ba mẹ cho tham gia nhiều chương trình như thế này, các bạn cũng sẽ là một Minh Khang và mọi đúng người biết vậy. Đến như vậy thôi. Chuyện đó rất bình thường, đúng không Khang? Đây là một cách dạy con mà mình cho rằng bản thân Quốc Thuận cần phải hỏi cái cách của Huy. Dạ. Bây giờ nè, mẹ với bà nội với cô Ngọc Lan đang nấu ăn ở trển. Dạ. Khang có muốn vô bếp phụ những người phụ nữ đó không? Dạ con chỉ có muốn lên hỏi có ấn nút nồi cơm không thôi. Sao quên ấn nút nồi cơm? Vậy hả? Chạy lên đi. Nhanh lên, nhanh chạy lên ấn nút nồi cơm. Mẹ ơi, mẹ có ấn nút nồi cơm chưa? Mưa cầm cái vô, Lúc mà bà còn con gái thì bờ chung với gia đình á, ở nhà thì đông em lắm, bà là chị cả mà dưới bà là 8 đứa em. Coi như là con cái trong nhà là phải chia việc ra cho làm, thành ra quen cái nếp như vậy. Rồi đến khi lấy chồng á, mẹ chồng á thì nói chung là người Nam, bà thì là người Bắc, vô trong một cái gia đình như vậy á, bắt đầu là nó rất là khó. Bà phải học từng ly từng tí, rồi bà phải học những cách món ăn người Nam. Dạ. Rồi phải sống theo phong tục người Nam, rồi riết quen cái nếp nấu ăn, là thành có khi nấu Bắc, về mẹ mình thì nấu Bắc, ở gia đình mình thì nấu Nam. Bây giờ tụi nhỏ nó đi làm nhiều quá, nó không có thời gian bếp núc. Thì bắt buộc là mình phải hỗ trợ. Mình phải hỗ trợ là phải làm hết từ A tới Z. Ở nhà đông người, cái việc mà vợ của Huy á với ba mẹ, ông bà nội có hợp tính với nhau? Như thế này, mình là gia đình ba thế hệ, nó sẽ có những cái bất đồng về cái quan điểm, về việc ví dụ như là về dạy con, về cách sinh hoạt ABCD. Và quay trở lại cái chủ đề mà giữa về nàng dâu, nàng dâu và mẹ chồng thì là cái chủ đề muôn thuở, không thể nào mà nó có một cái sự gọi như là hòa hợp mà như là mẹ ruột con ruột được. Thậm chí mẹ ruột con ruột nó cũng có những cái xung đột nữa, chứ đừng nói chỉ là mẹ chồng nàng dâu. Thế thì nhưng mà có, nhưng mà nó sẽ không ở tới một cái mức rồi gây ra xung đột. Huy và bà xã đã xác định một cái định hướng rất là rõ ràng luôn là ở cùng với ông bà, và rất cần sự trợ giúp của ông bà trong cái hoàn cảnh của mình. Tại vì bản thân hai vợ chồng xác định một mình hai vợ chồng là không làm xuể, đặc biệt trong trường hợp của Minh Khang. Thế thì như vậy là mình sẽ ở một cái vai trò là mình sẽ luôn dung hòa cái việc đó. Mọi việc khi mà có một cái vấn đề gì sẽ luôn luôn cân nhắc tới việc là phải dung hòa nó trước. Rồi nếu mà trong trường hợp nó xảy đến cái mức là coi như là không có đi đến điểm chung rồi á, thì sẽ dừng lại và sẽ riêng hai phía nói riêng với nhau, chứ sẽ không có kết hợp gì nữa thì nó sẽ gây xung đột. Thì đó là cái cách hiện tại gia đình của Huy đang áp dụng. Cái đó là về phía hai vợ chồng. Dạ. Còn về phía mẹ thì sao? Bà, nhưng mà có bao giờ là giữa bà với lại chị á, là có những cái mâu thuẫn mà bản thân mình cũng không nói được với con dâu, mà mình cũng có khi nào bà nói riêng với lại con trai mình về những cái mâu thuẫn đó không? Không nói được đâu cháu ơi. Lan ơi, biết tại sao không? Sao bà? Cái thế hệ của tụi nó khác với mình, cái tư tưởng, cái quan niệm của mình nó khác mình lắm. Mình nói thì nó nhiều cái nó nảy sinh ra, nó mất lòng ở trong gia đình, rồi cháu nó nghe được. Sau cái vấn đề đó thì bà có nói riêng với hai vợ chồng, rồi bà thấy cái đó là không được, nhưng mà tùy tụi con muốn giải quyết sao giải quyết.
Chứ bây giờ nếu mà bà can thiệp thì Khang nó nghe nhiều khi nó buồn, rồi nó không học hành được, thì bà chỉ nói vậy thôi, còn tự động vợ chồng chỉnh sao chỉnh. Dạ. Nói chung là bây giờ tất cả mọi cái là vì cháu thôi. Đúng rồi, vì tương lai của cháu thôi. Có một lần bà buồn, bà tính đi về nhà bà ở Biên Hòa. Dạ. Cái thằng Minh Khang này nè, nó ra nó lấy giỏ, lấy đồ đạc của bà, nó đem nó giấu đi. Trời ơi, thấy thương quá trời. Lúc đó nó mấy tuổi? Lúc nó mới có 2 tuổi mấy à. Là nói được rành rồi. Khi nó khóc, nó nói bà ơi, bà ở đây với con đi, bà đừng có đi, ai nấu cơm cho con ăn. Rồi. Rồi ai đưa con đi học. Dạ. Nó nói tới đâu cái bà ngồi khóc tới đó. Cái sau này là tụi nó nói rồi, cô với ông mới lên trên này ở chung, rồi bà mới không về đó chứ. Dạ. Cũng khá nhiều lần Huy sẽ phải nói chuyện riêng với cả hai phía. Một bên là bà xã, một bên là mẹ nữa. Nhưng mà chuyện nhỏ mà mình không giải quyết thì sẽ thành chuyện lớn, đúng không? Nhiều chuyện nhỏ là thành chuyện lớn. Dạ, đúng rồi. Thì rất là hy vọng hôm nay á, là nhân một cái dịp là có anh Thuận với lại Ngọc Lan tới thăm nhà như thế này, thông qua một cái buổi mình gặp nhau, mình nói chuyện với cả gia đình như thế này, giúp dùm cho Huy là có thể giải tỏa, đúng rồi, những cái gút mắt này từ phía hai bên. Và cái nơi để chúng ta có thể giải tỏa hết tất cả những thứ nó còn rút mắt ở trong hai người phụ nữ này, đó là cái mâm cơm. Đây, trong này nó có mấy tấm thiệp. Dạ. Huy cứ thể hiện hết tất cả những gì mà mình muốn nói. Rồi. Quá, thật sự phải nói là rất là chu đáo như thế này. Tại vì có những chuyện lâu lắm rồi mình rất muốn nói. Dạ. Nhưng mà nói là không được. Dạ. Nó vừa mắc cỡ nè, nó vừa nghẹn nè. Cũng giống như tôi đó, có những lúc mà tôi nói chuyện với mẹ tôi nha, tôi có thể ra đường, tôi nói bất cứ chuyện gì, nhưng mà mỗi khi tôi nói chuyện nghiêm túc với mẹ tôi về một vấn đề đó, tôi nói là không được. Thì đây là cách có thể mà cho chúng ta có thể bày tỏ được tất cả những gì mà mình muốn nói nha. Rồi, bây giờ giới thiệu cái nhà cho cô coi. Tôi cần có một cái chỗ mà cậu cũng rất muốn khoe cho cô Lan nữa. Chỗ nào? Thì phải đi theo con. Phòng ai đây? Phòng Khang hả? Đây là phòng của con. Và đây là khu thành tích của con. Đây là chỉ là những cái bằng tri ân và những cái giấy chứng nhận, những cái chương trình con từng tham gia. Là bằng gì? Khen là của mặt trời bé con. Giấy khen là cái bằng chứng nhận là con đã tham gia cái hội nghị trẻ em thế giới Yes I Can. Còn đây là quy chương gì đây? Quy chương toán của con. Cái này là cho lớp 5, lớp 2. Thật sự là con chỉ nhớ siêu, nhưng mà lâu lâu con cũng hay quên. Rồi bài nhé. Mày con. Rồi bài nhé. Dạ, nhưng mà con quên đó, không phải là quên những cái thứ mà con học mà quên đồ. À, hay để quên đồ á hả? Osdor, cửa cuốn an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Trời, nó bụng anh biết em nấu cực tới cỡ nào không? Vậy đó hả? Em nấu cực lắm đó. Em nấu đúng hả? Chị tài là chơi không mà. Có, nãy là có phụ, nhờ phụ tâm sự nó để giải tỏa tâm lý, nấu ăn cho ngon. Ý nói là nhờ em đó đúng không? Đúng rồi. Có công mà. Cô là có phụ. Có phụ đúng không cô? Dạ. Khang có thấy là bà nội nó ăn ngon không? Dạ ngon. Còn khoái nhất là món gì? Dạ nấu ba tươi. Nhưng mà hiện giờ thì tại do vì một vài lý do thì... Là lý do con quá mập rồi. Không ăn nữa đúng không? Không. Khang thường có bao giờ vô bếp phụ bà không? Lâu lâu vô bếp thì có rửa chén thôi. Ủa vậy là được rồi. Đúng rồi, rửa chén vậy là giỏi rồi. Thôi rồi. Thôi bây giờ nè, mình là nhỏ nhất, mình mời đi nè. Dạ con mời bà nội ăn cơm. Dạ con mời ba ăn cơm. Dạ con mời chú Quốc Thành ăn cơm. Dạ con mời mẹ ăn cơm. Dạ con mời cô Ngọc Lan ăn cơm. Rồi. Rồi bây giờ mời cả nhà nha, mình rồi sẽ cùng thưởng thức. Cô ăn cơm. Mời bà, mời anh chị. Rồi. Rồi. Cô Chi là chắc có lẽ là 2-3 bữa ăn trong nhà là cô đảm nhận hết luôn mà. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn chiều. Thì nhà nó có một cái phức tạp này là có người thì ăn cá, người thì ăn thịt. Đó. Nên là đó, phải vừa làm món cá vừa làm món thịt. Cô Chi là thường xuyên nấu ăn cho cả gia đình. Để có bao giờ Vân nấu ăn cho mẹ không? Ta là không đó anh. Đôi khi em có khi mà bà bệnh á thì là em nấu, nhưng mà nó không có được chất lượng, nó không thể so sánh được. Nên là tự nhiên rồi một thời gian sau thì em thấy rằng là bà nấu thì vẫn là tốt nhất cho cả nhà. Có nghĩa là bà có thể chiều được tất cả mọi khẩu vị trong gia đình và bà cân bằng được mọi người. Nhưng mà cô Chi có thích những cái món ăn do chính Vân nấu
bà thì là bà không có kén gì hết, có ăn thôi chứ gì đâu. Nhưng mà nói gì thì nói, những cái món ăn mà do con dâu nấu dù như thế nào cũng nữa rất khoái luôn. Thì đương nhiên rồi, cái này là tất nhiên rồi. Hồi nãy bà nội có tâm sự với cô Lan nha, là có một lần bà nội không sắp xếp được thời gian cho nên là bà nội phải đi về Biên Hòa về quê á. Thì lần đó là Khang khóc rất là nhiều luôn. Lúc đó là sao con khóc? Nói là do nhớ nội. Nhưng mà con cũng buồn tại do nhưng mà không có bà nội á, lại ba mẹ phải tống tiền thuê mình mới mua đồ ăn trưa. Tống tiền thuê mình mới mua đồ ăn trưa. Thực tế nội đi. Là trẻ con mà nó rất là ôi nó rất là lại cũ. Trước giờ đó Vân có làm điều gì cô cảm thấy chưa vừa lòng hay không? Nhiều khi thì nói chung trong cuộc sống thì nó phải có va chạm. Dạ. Thì ai cũng có cái khuyết điểm. Thì giữa hai cái thế hệ, hai cái quan điểm thì nó nhiều khi nó có chênh lệch. Nhưng mà mình phải biết hài hòa để mà mình chỉnh. Dạ. Vâng. Trước giờ đó em có bao giờ mà em cảm thấy là mẹ chồng mình chưa hiểu mình không? Thì em nghĩ là chuyện đó cũng bình thường. Mình sống với bất kỳ ai cũng vậy thôi. Hai người sống với nhau, vợ chồng tìm hiểu nhau bao nhiêu năm, sống còn mâu thuẫn, huống hồ gì mẹ chồng đâu được tìm hiểu đâu. Đâu ai tìm hiểu mẹ chồng đâu. Mình chỉ tìm hiểu người mình yêu xong mình cưới làm chồng, chứ mình không có tìm hiểu mẹ chồng bao giờ hết. Mẹ chồng là buộc vào một cái thế đã rồi. Mà trường hợp này á, thực ra là tụi em là đi làm, tụi em trẻ, tụi em sẽ cởi mở hơn. Khoảng cách giữa hai thế hệ thì cái sự mà người lớn tuổi phải hy sinh với người nhỏ tuổi thì em nghĩ là người lớn tuổi khi mà sống với người nhỏ sẽ phải hy sinh nhiều. Bà, con hỏi một câu rất là tế nhị như thế này. Đó là mình cưới vợ cho con mình là mình cũng mong là tuổi già của mình được nghỉ ngơi, được hưởng thụ. Nhưng đến bây giờ thì bà vẫn phải lo lắng quán xuyến cho tất cả các thành viên trong gia đình. Tức là bà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Thì có khi nào bà cảm thấy chạnh lòng hay không? Và có khi nào bà nghĩ, ủa những việc này lẽ ra tôi có con dâu cũng phải làm chứ, tại sao bây giờ tôi phải làm phục vụ cho nó? Có bao giờ bà suy nghĩ về việc đó không? Cái suy nghĩ như cô Lan nói là của cái thế hệ lúc trước. Chứ cái thế hệ hiện đại xã hội bây giờ không có ai có yêu cầu con dâu phải nấu cơm phục vụ mỗi ngày cho gia đình. Như một con dâu ngày xưa mà cô Lan biết á, là phải ở nhà chăm sóc con cái, chăm sóc chồng, rồi giúp đỡ mẹ phụng chồng đó, là phục vụ này kia. Nhưng mà đòi những yêu cầu đó với điều kiện là con dâu không đi làm. Một khi mà con dâu đã đi làm rồi thì mình không có thể áp chế. Thì đương nhiên là phải chấp nhận cái không được rồi. Còn bây giờ thì đã có một cái hướng như thế này. Bây giờ mình lớn tuổi rồi mà mình không làm, mình ngồi một chỗ mình sẽ bệnh. Bệnh mà bệnh nặng luôn á. Vừa sốc tâm lý, rồi cứ lạnh quạnh, rồi nghỉ, rồi đi la cà chỗ kia, rồi nói nhiều khi đi nói bậy nữa. Dạ. Không hay. Thôi thì nhà mình ở không đi đâu hết. Thì bây giờ ban ngày cháu đi làm thì bà nhà bà có cái vườn, hay ra vườn trồng cái này, trồng cái kia, làm cái nọ. Dạ. Không có lúc nào nghỉ ngơi đâu mà nghĩ đến cái chuyện là phải buồn hay phải lo. Làm không hết. Cái bữa cơm ngày hôm nay, tại sao chương trình đến đây? Đến đây để biết rằng là trong gia đình này có một cái chàng trai rất đáng yêu, rất tài năng như thế này. Nhưng cái mục đích chính là gì? Là Huy mời chương trình, mời Quốc Thuận và Ngọc Lan tới đây ăn cơm. Và rất muốn nói những điều đó với những người thân yêu của mình. Và trong gia đình này chắc chắn là hai người mà đặc biệt rất quan trọng đối với Huy, đó chính là vợ và trên tất cả là mẹ. Hồi nãy thì Thuận có mang đến cho Huy hai tấm thiệp để mà Huy có thể bày tỏ hết tất cả những gì mà Huy muốn nói. Đó thì bây giờ Thuận thay mặt mẹ Huy ha, gửi bà nội chú ha. Đây là mẹ Minh Khang, mời bà nội đọc. Gửi mẹ Chi, trong suốt thời gian từ lúc có bé Khang sinh ra đến hiện tại, bà nội luôn là một người không thể thiếu trong cả gia đình và đã vất vả chăm lo từ việc ăn uống, quần áo đến học hành. Cả gia đình luôn sẽ không bao giờ quên và trân trọng những công sức và thời gian bà dành cho Khang và cả nhà. Trên tất cả luôn là tình yêu thương vì con cháu và gia đình. Cuộc sống sẽ luôn có chuyện vui, chuyện buồn và có những lúc bà cảm thấy không thật sự hài lòng về những quan điểm chung của hai vợ chồng trong việc dạy dỗ, chăm lo cho Khang. Tụi con xin lỗi về điều ấy và
Mong rằng bà hiểu và thông cảm hơn để gia đình mình mãi luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Huy. Mẹ cũng rất cảm ơn con nhiều và cảm ơn cả gia đình là đã làm một cái bữa sum họp như thế này để bày tỏ hết tất cả những cái gì mà mình vướng mắc trong tâm tư của mình. Và cũng mong muốn rằng là con cháu ở trong gia đình là được khỏe mạnh. Anh mời Vân mở cái lên, mở tấm thiệp đó xem coi. Thực ra cái này là cái mà đối với em thực ra là gọi như theo ngôn ngữ của Khang là siêu bất ngờ luôn. Tại vì em thực ra tụi em cưới nhau gần 10 năm rồi mà bạn kia viết một tấm thiệp sinh nhật rất ngắn gọn, mọi thứ nó đều theo kiểu như giống như là fast food ăn nhanh vậy đó, chứ không phải là rất là sâu lắng và như thế này. Fast food ăn rất nhanh nhưng không ai thích á. Và càng lớn tuổi không thích ăn fast food. Những cái gì nó nhanh nó dễ đi. Những cái gì nó chậm lại một chút xíu, nó lắng động lại thì nó mãi mãi, nó vẫn còn ở trong chính cái nội tại của chúng ta. Mời em. Người bà xã gần chục năm tụi mình về cùng một nhà và có được hai đứa con mà mình chưa bao giờ tưởng tượng từ trước. Cuộc sống luôn có những thăng trầm và việc mình quyết định cuộc sống cùng ông bà là một sự hy sinh rất lớn từ em, vì phải luôn suy nghĩ và hành động dung hòa tất cả mọi việc, đặc biệt là với bà nội. Anh luôn suy nghĩ và thấu hiểu những áp lực hay sự khó xử của em trong cuộc sống của đại gia đình mình. Như quyết định của tụi mình đã thống nhất tất cả vì các con và vì một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn và yêu em. Huy. Làm cho em bị xúc động á. Những người phụ nữ này là những người rất là mạnh mẽ. Thật sự đây là những lời chia sẻ rất xúc động. Thật ra là đây là những người phụ nữ rất mạnh mẽ. Ngoài mặt mạnh thôi nhưng mà tim đập rất là mạnh. Nãy giờ đập thình thịch. Tất cả những cái bức thư này á, ông được chuẩn bị từ trước. Và như anh Thuận cũng có thấy là vừa cách đây khoảng vài phút thôi. Rất là cảm ơn kể cả bà xã, kể cả vợ của Huy và kể cả mẹ của Huy trong thời gian vừa qua đã rất là hy sinh để có được một cái gia đình ngày hôm nay, có được Minh Khang và một cái niềm vui cả gia đình như thế này. Thì con mong là gia đình của mình, chúng ta đã cởi mở rồi thì chúng ta cởi mở nhiều hơn nữa. Còn Khang thì thôi, con á là một cái gọi là thần tượng của cô từ lúc mà cô chưa có em bé cho tới lúc cô đã có em bé rồi, và cô vẫn mong là em bé của cô được một chút xíu của con thôi là cô rất là vui rồi. Xin chúc cho cả nhà chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng vui tươi và ấm cúng như thế này.